Một phút với ghiền mỗi ngày lên trình đấu trường chân lý cực nhanh, Yokdo đã trở lại ở mùa 9 như thế nào? Đã có một sự pha trộn giữa nguyệt tộc của đấu trường chân lý mùa 4 và những tên người lùn, khi giờ đây những vị tướng Yokdo mạnh nhất của đội hình có thể đạt cấp độ 4 sao. Cụ thể, ở mốc 3 Yokdo, nếu sở hữu trong sân 3 tướng 3 sao bất kỳ, Yokdo 3 sao mạnh nhất của bạn sẽ trở thành 4 sao với một bộ kỹ năng được nâng cấp mạnh hơn. Còn ở mốc 5, số vị tướng Yokdo 3 sao được nâng cấp thành 4 sao sẽ là 2. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể sở hữu một nhà phát minh Heimerdinger 4 sao nếu đạt đủ các điều kiện ở trên. Điều này thực sự rất khó khi Heimerdinger là một vị tướng 5 vàng được săn đón rất nhiều ở mùa này. Nhưng đây sẽ là thành quả khi bạn làm được điều đã nói ở trên. Năm vàng 3 sao là xưa rồi, trending bây giờ phải là năm vàng 4 sao anh em nhé. Hy vọng mọi người đã biết được thêm những thông tin hữu ích và mình là Ghiền Đấu Trường Chân Lý review mọi đội hình.